Chứ mình có các bạn làm cái quan sát là cái phần mềm mà Scratch nhé, là cái phần mềm mà lập trình kéo thả. Đấy, thì bắt đầu từ năm tới này thì là cái chương trình này bắt đầu đưa vào chương trình phổ thông, học sinh bắt đầu học từ lớp 4. Và đồng thời năm nay cũng là học học lớp 8 sẽ học luôn. Như vậy cái chương trình Scratch này sẽ được học trong nhà trường phổ thông chúng ta là học lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9. Thì tôi xin giới thiệu qua một chút về cái chương trình là chị tôi nói sơ qua về cái chương trình tin môn tin học nhé, cái chương trình môn tin học mới nhé. Hiện nay chúng ta đã học lớp 3 và lớp 7 rồi, lớp 3, lớp 6, lớp 7 rồi, nhưng lớp 8, lớp 4 thì chưa. Thì năm tới này, năm nay này sẽ học. Thì các bạn chú ý là chương trình mới này này như sau nhé. Lập trình sẽ được đưa vào nhà trường. Và lớp 4 và lớp 5 đấy, sẽ học được học lập trình Scratch. Đồng thời là lớp lớp 8, lớp 9 cũng được học Scratch nhé. Lớp 4 cho tôi biết là nó có 6 tiết thôi. 6 tiết, lớp 5 là 14 tiết. Đấy. Lớp 8 là 8 tiết và lớp 9 là 6 tiết. Đây là tổng số cái số tiết, cái số giờ dạy cái môn lập trình Scratch này cho học sinh nhé. Như vậy là theo chỉ tiêu mới này thì các bạn thấy là như vậy là toàn bộ cấp 1, cấp 2 là không học lập trình bậc cao như là Pascal, như là cũ nữa, hay là Python không được học, và chỉ học lập trình Scratch thôi. Đây là một cái điểm mới rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lập trình Python là cái gì. Thì cũng nói luôn là cả cái chương trình lớp 4, 5 và 8 và 9 thì toàn bộ cái phần lập trình Scratch ở trong cái chương trình 4, 5, 8, 9 nó chỉ dừng lại ở cái phần là lập trình cơ bản thôi. Theo tôi lập trình Scratch cơ bản chứ nó chưa hề, nó không học sâu hơn về những tính năng mạnh của lập trình Scratch mà nó dừng lại ở Scratch cơ bản thôi, để nó phù hợp cho đại trà đối đối với học sinh. Tuy nhiên thì những ai mà bạn nào mà muốn học sâu hơn thì chúng ta sẽ phải học thêm những chương trình phụ thêm vào cho với để nâng cao cái kiến thức của cái môn của cái phần lập trình này. Thì trước khi mà đi vào cái phần cụ thể thì tôi giới thiệu qua với các bạn một chút về cái ngũ lập trình Scratch nó có điểm gì khác. Nó có cái điểm gì khác so với những cái mà chúng ta đã biết từ xưa này. Thì từ xưa này nói chung là cái này nó hoàn toàn về cái môn lập trình Scratch nó là hoàn toàn mới. Cho rất rất nhiều giáo viên, rất nhiều người chúng ta đã còn đang rất là bỡ ngỡ, ngay cả những người lớn, những người mà gọi là cứ chuyên gia lập trình cũng thấy bỡ ngỡ là làm thế nào để dạy cái này cho học sinh, dạy như thế nào đây. Đấy, đó là một trong cái điều mà theo tôi thấy là ngay đến bây giờ rất nhiều người còn đang tranh cãi và đang lúng túng. Thì tôi nói luôn, những cái lập trình thì theo tôi quan sát đây thì rất nhiều người hiểu, rất nhiều người nghĩ rằng là cái lập trình Scratch này nó cũng giống như lập trình bình thường. Rất nhiều người hiểu là cái lập trình Scratch thì nó cũng giống như là Pascal thôi, giống như là C, giống như là Python. Nó chỉ khác là nó lập trình kéo thả và nó dành cho học sinh tiểu học. Và bản chất nó vẫn là lập trình như một lập trình bậc cao khác. Và rất nhiều người có tư duy như này, và với cái tư duy này thì họ nghĩ rằng là lập trình Scratch học điểm gì, học là để giải toán. Đấy, rất rất nhiều người hiện nay là suy nghĩ như vậy, tức là học lập trình Scratch để làm gì, để mà giải toán. Đích của cái học lập trình là giải toán. Đấy. Hay là bằng thuật toán, một câu cho chính xác hơn nhé, bằng thuật toán. Đấy. Cái thuật toán này tôi nhắc lại sau cái ý nghĩa của nó nhé. Đấy. Thì rất nhiều người có cái tư duy như vậy.
Không phải ở trên ở Việt Nam mình, chúng ta ngay nhà tôi còn quan sát gặp gỡ rất nhiều giáo viên kỳ cựu, những thầy giáo già hay những chuyên gia lớn đều nghĩ rằng học lập trình Scratch này bản chất giống như là lập trình Pascal, C và Python, nó là học để giải toán, để giải những cái bài toán liên quan đến 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 thuật toán. Nó chỉ khác dành cho tiểu học đấy, và nó chỉ là nó có rất nhiều suy nghĩ là nó là cái ngôn ngữ lập trình để giải toán và dành và cho tiểu học, cho học sinh tiểu học, cho sinh tiểu học đấy, được chưa? Thế thì tôi xin nói luôn cái tư duy của tôi nhé. Mà theo tôi thì cái suy nghĩ này là sai, theo tôi là như vậy nhé, theo tôi nhé, là nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng là lập trình Scratch để mà giải toán giống như là Pascal, C và Python là sai. Và cái sai thứ hai là người ta theo tôi là học lập trình Scratch chỉ để dành cho tiểu học thôi cũng là sai. Thì bạn thấy hiện nay ngay ngay trong trình của bộ thôi nhé, thì Scratch được học lớp 8 lớp 9 vẫn học chung mà chỉ lớp 4 lớp 5. Do đó trên cái lập trình Scratch không mà chỉ dành cho học sinh tiểu học mà dành cho cả học sinh lớp 8 lớp 9 nữa. Đừng có gì đây để viên đến đặc biệt ở đây. Đây thì tôi sẽ nói luôn là thì cái lập trình Scratch nó điểm cái hay của nó không phải, tất nhiên nó là một lập trình có thể giải toán được, tất nhiên cái giải toán này là không sai, nhưng mà là học lập trình Scratch mà chỉ để giải toán thôi thì là không được. Thì theo tôi đó là cái tư duy đó là sai. Cái hay của lập trình Scratch nó nằm ở bên, không phải nằm ở chỗ giải toán mà nằm ở chỗ khác cơ. Đấy thì tôi sẽ nói luôn nhé, như vậy là cái lập trình Scratch của chúng ta này thực tế nó là một lập trình kéo thả, và cái hay của nó là ngoài ý nghĩa là nó có thể dùng để giải toán được rất tốt, ngoài ra nó còn cho phép chúng ta tạo ra những sản phẩm số, tạo ra các sản phẩm số. Tức là tạo ra các cái trò chơi, các cái game, các cái mô phỏng, những cái phần mềm, tôi nghĩ là hiểu nghĩa là đơn giản đó. Thì theo tôi cái việc mà dùng phần mềm Scratch để tạo ra các sản phẩm số, các cái phần mềm mô phỏng, mà các cái ứng dụng đơn giản, thì cái đó mới là cái ý nghĩa, cái đó mới là cái ý nghĩa của cái ý nghĩa, rất ý nghĩa theo tôi là ý nghĩa chính luôn của lập trình Scratch nhé. Nói thêm một chút nữa, khi mà chúng ta nói về các sản phẩm số ấy, thì phần này là nó có để tôi tạm thời tôi chia ra làm hai cái định hướng con của cái này. Một là chúng ta làm ra những cái trò chơi, những cái game, những cái phần mềm học tập, đúng không? Những cái phần mềm học tập hay là các sản phẩm số. Ví dụ chúng ta dùng Scratch để vẽ những cái hình thật đẹp. Vâng, ngoài ra nó có một tính năng rất mạnh nữa là nó tạo ra các cái mô phỏng rất rất quan trọng. Cái động tác mà làm mô dùng thì mô phỏng. Nó có thể là dùng mà nó mang một phong học đồ họa đấy, mô phỏng các cái như một học đồ họa đấy. Thực ra cái phần mềm Pascal, C, Python cũng thể làm được. Nhưng mà để đòi hỏi mà chúng ta có thể mô phỏng tạo ra các cái trò chơi, các cái sản phẩm học tập mà sản phẩm mô phỏng mà làm trên Pascal, trên C, trên Python rất rất là khó, rất là phức tạp, đòi hỏi học rất là nhiều thứ. Nhưng mà nó không trực tiếp như là Scratch. Scratch nó hỗ trợ chúng ta làm ngay ra những cái sản phẩm số rất là thuận tiện, rất là nhanh nhé. Ngoài ra còn một ý nữa là một cái rất quan trọng nữa là ở trong lập trình Scratch nó có những thứ mà ở trong Pascal, C, Python không thể có được, đó là cái nó là nó có những cái công cụ để giúp chúng ta tạo ra những sản phẩm mà có ứng dụng STEM. Đây tôi nói thêm một chút cái này, tức là tạo ra những cái phần mềm, cái trò chơi mà có ý nghĩa giống như là một con robot, tư duy điều khiển robot, thì tôi gọi tạm thời tôi gọi nó là STEM. Thì đây mới là cái mà theo tôi là những cái rất quan trọng của Scratch, chứ không phải chỉ có là giải toán. Đấy, tôi nhắc lại nhé. Và chính vì và nó là có thể giải toán, nó có thể làm trò chơi, nó có thể mô phỏng, nó có thể làm STEM, cho nên là cái phần mềm Scratch này nó dành cho tất cả mọi cấp,
Đấy. Không phải chỉ tiểu học, nó dành cho là gì, nó sẽ dành cho học sinh là tiểu học, dành cho học sinh trung học cơ sở, dành cho học sinh trung học phổ thông đấy, và cả người lớn nữa đấy, tôi nói luôn những ý nghĩa này. Và người lớn như vậy nó rất là cái phạm vi hoạt động, cái phạm vi ứng dụng, cái phạm vi người dùng của cái lập trình Scratch nó rất là lớn, nó rất là, nó không phải chỉ có học sinh tiểu học. Hiện nay là rất nhiều người, rất nhiều giáo viên, rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp trung ương là đều nghĩ rằng là Scratch thì nó quá đơn giản dành tiểu học thôi. Còn lên cấp 2, cấp 3 là thôi chuyển sang học Python, chuyển sang học C đi. Thì cái tư duy đó là tư duy mà theo tôi là nó rất là không, nó rất là sai luôn, rất là sai. Nên tôi muốn trước kia hôm nay là tôi muốn mở lớp này ra để tôi nói như vậy, để cho chúng ta có cái nhìn xa một chút, để chúng ta, để mang kia chúng ta dạy học sinh đấy, thì chúng ta cũng sẽ biết được cái chuyện đó. Mặc dù cho tôi biết hiện nay nhé, hiện nay cái bộ sách giáo khoa mà tin ấy của chúng ta, tin lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 ấy, thì hầu như theo tôi biết hình như là ngay cả những người mà làm là giáo viên mà viết sách, bộ sách giáo khoa tin ấy, thì họ đều tập trung vào cái phần này là chính, chứ họ ít tập trung vào cái phần này, mặc dù cũng có nhưng mà không không nhiều. Cho nên ngay ngay ở trong những người mà làm chương trình hay là những người ở trong hội đồng thẩm định của sách giáo khoa, họ đều hầu hết tập trung vào cái chỗ này, cái chỗ là giải toán. Nhưng mà tôi biết ấy, thì là dần dần người ta sẽ hiểu, dần thì mọi người sẽ hiểu dần, hiểu ra và sẽ tập trung cả vào phần này nữa, chứ không phải chỉ có giải toán đấy. Thì cái phần này theo tôi mới là phần hấp dẫn này, cái phần này mới là phần hấp dẫn nhé. Còn cái phần này, cái giải toán này cũng hay nhưng mà nó theo tôi thì nó không, vì nó không phải là cái mạnh, không phải là cái một cái mạnh của lập trình Scratch đấy. Và cái mạnh của lập trình Scratch nó nằm ở trong những cái công cụ giúp chúng ta tạo ra các kịch bản trò chơi, chúng ta làm việc với các nhân vật trong trong sân khấu, là chính là lập trình đồ họa, rồi là nó có kết hợp cả với điều khiển robot nữa, tạo ra sản phẩm STEM, và đặc biệt là nó giúp chúng ta tạo ra các mô phỏng rất là hay. Thì cái gì là chúng ta hiểu nhé, thì tôi có xin nó luôn là ý định của tôi là như này, ý định của tôi là tôi sẽ cố gắng tôi viết một cái bộ sách, tôi đang viết một cái bộ sách về lập trình Scratch. Thế nên tôi đang định viết cái bộ này, và lớp này là lớp học mà tôi đang muốn thử nghiệm, sẽ dạy lớp này theo cái sách mà tôi đang viết. Thì cái phần dành cho tiểu học ấy, tôi dự kiến như sau nhé. Cái phần dành cho tiểu học và cho cơ sở ấy, thì tôi sẽ gọi chung cái phần này là tôi gọi tôi sẽ tạo ra một cuốn sách mà nó phủ kín chương trình của lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, và tôi sẽ tạo ra cuốn sách đó, tôi sẽ tên tên là nó gọi là Scratch cơ bản. Scratch cơ bản nha. Cơ bản. Chính lớp chúng ta đấy. Lớp chúng ta tôi sẽ quán truyền đạt với các bạn, với các thầy cô, với các bạn nhé, là toàn bộ những cái kiến thức mà tôi sẽ đưa vào cuốn sách là lập trình Scratch cơ bản. Là nó phủ kín cả lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 của chúng ta. Thì sau cuốn Scratch cơ bản thì tôi sẽ định viết một cuốn thứ hai, là cuốn là Scratch nâng cao. Thì cuốn này sẽ dành riêng cho để làm những cái sản phẩm khác hơn, như là trò chơi này, sản phẩm mềm đồ họa này, STEM này, sản phẩm số này. Thì cuốn sách đó tôi sẽ gọi là tên nó là Scratch nâng cao. Thì cuốn đó sẽ dành cho học sinh cả cả cấp 2, cấp 3. Đấy, 10, 11, 12, mà tôi gọi nó là Scratch nâng cao. Nâng cao. Đó, nâng cao. Và trong tương lai nữa thì tôi sẽ định viết thêm một cuốn nữa. Một cuốn nữa là cuốn cực kỳ nâng cao nữa, là dành cho từ trung học phổ thông trở lên. Thì cuốn này là dành là hoàn toàn nâng cao, là dùng dùng Scratch để tạo ra các cái mô phỏng số, các cái sản phẩm số. Cuốn này là Scratch thiết kế sản phẩm số.
Đấy. Như vậy là cái bộ mà tôi định viết cái bộ sách Scratch cơ bản nó gồm có 3 cuốn nhé. Cuốn thứ nhất là Scratch cơ bản, cuốn thứ hai là Scratch nâng cao, và cuốn thứ ba là Scratch là dành cho người lớn đấy và cho trung học phổ thông trở lên đấy, là Scratch để thiết kế sản phẩm số. Như vậy các bạn thấy là cái như vậy ý nghĩa của cái lập trình Scratch nó rất lớn chứ không phải dừng lại cho ở cấp là tiểu học. Chỉ muốn nói như vậy. Nhưng học tiểu học xong mà dừng lại không mà quay lại nữa thì rất là phí. Vì đây là một cái lập trình theo tôi là rất là hay luôn, rất nhiều tư tưởng tiến bộ, rất nhiều ý hay và nó còn phát triển nữa trong tương lai. Được rồi, thế như vậy là tôi vừa mới trình bày trước nói chuyện sơ sơ với cả lớp chúng ta về cái ý nghĩa của cái lập trình Scratch và nó tương ứng với cái chương trình tin học của chúng ta như thế nào nhé. Và các bạn thấy là để cho chúng ta có cái hình dung nó là như vậy, và để cho thấy là nó không phải hiện nay là, nếu các bạn mà quan sát thì hiện nay là rất nhiều người, rất nhiều giáo viên, rất nhiều cái cán bộ lãnh đạo đều suy nghĩ là không chính xác, là đều coi lập trình Scratch dành cho tiểu học. Và cái điều này nó hiện rất là rõ vào trong cái cuộc thi tin học trẻ toàn quốc ấy. Ngày xưa cách đây 5 năm khi mà tôi được tham gia vào cái làm cái đề cho thi tin học trẻ, tôi định hướng cho nó cho học sinh là học sinh tiểu học và các cấp 2 nữa, làm sản phẩm số, làm phần mềm, làm trò chơi. Nhưng không hiểu vì sao là trên trung đoàn họ cắt đi và họ chuyển hết sang là chỉ học giải toán, mà chỉ có cấp 1, cấp 2, cấp 3 là không 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 nhắc đến là trình Scratch cả. Thế tôi đã làm cũng làm đấy, như vậy là ngay những người lãnh đạo của trung đoàn họ cũng có suy nghĩ rất là sai. Theo tôi là sai, không dùng từ sai không chính xác mà không chuẩn xác thì đúng hơn nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta quay sang cái bài của chúng ta. Thì bài của chúng ta chương trình chúng ta tôi dự kiến chia làm 10 chủ đề, 10 sẽ là 10 chủ đề thì tôi sẽ dạy rất là chậm, mà các bạn sẽ làm lần lượt, vừa làm bài tập có là học tới đâu là thuộc thuộc tới đó nhé. Một một à, một chủ đề không phải chỉ là một buổi, có thể làm dạy trong một vài buổi. Tôi sẽ khi nào các bạn dạy, các bạn thấy là xong hết cả 10 chủ đề thì là xong cái chương trình này của chúng ta nhé. Thì nó xong 10 chủ đề này là xong cái phần gọi là phần Scratch cơ bản, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần hôm nay là cái bài đầu tiên đúng không? Thì chúng ta sẽ cái bài đầu tiên sẽ đặt tên nó là gì? Đặt tên nó là nhân vật và sân khấu. Đó. Cái chủ đề 1 đúng không? Tôi đặt tên là bài 1 đi. Bài 1 của chúng ta sẽ làm quen với giao diện của phần mềm Scratch, và trên đó chúng ta sẽ làm quen với hai đối tượng chính nhất: nhân vật và sân khấu. Chúng ta làm quen với đây là cái phần đầu, là chúng ta làm quen với phần mềm và làm quen với hai đối tượng chính. Như vậy là chúng ta làm quen với cái phần mềm hay là cái lập trình kéo thả Scratch, được chưa? Đấy. Và cái đối tượng mà chúng ta quan sát thấy trên màn hình và chúng ta cần phải điều khiển cần lập trình, nó chính là hai hai đối tượng. Một là nhân vật, chúng ta chú ý nhé, nhân vật, và hai là sân khấu. Đấy. Thì đây là cái giao diện của Scratch đây cho ta. Thì Scratch nó có giao diện bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Thì chúng ta muốn tiếng Việt thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn cái là tiếng Việt nhé, tiếng Việt đây, chọn sang tiếng Việt hết. Còn nếu muốn tiếng Anh thì chúng ta là phải bấm vào đây và chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn kia là chúng ta kéo xuống và chọn cái là chọn cái môn tiếng Anh, chọn tiếng Anh đâu rồi, tiếng Anh nó vẫn E A B C D E đây, tiếng Anh đây nhé. Thì tùy các bạn, tùy chúng ta muốn dùng cái nào để dùng, nhưng mà tôi thì tôi quen dùng cái bản tiếng Anh này rồi. Tiếng Việt cũng được thôi, nhưng mà tiếng Việt vì hiện nay họ vì ở đây họ ở trong cái lập trình Scratch là một nhóm tác giả bên Mỹ, thì họ có dịch sang bản tiếng Việt thì có nhiều từ tiếng Việt là theo tôi là không chính xác, nhưng mà tôi thích dùng cái bản tiếng Anh này. Thực ra nó không nhiều đâu, toàn bộ các cái lệnh ở trong Scratch này toàn bộ chỉ khoảng 200 lệnh thôi, không đến 200 lệnh. Nhưng mà chúng ta cần học khoảng 200 cái từ tiếng Anh thì không có gì là khó cả nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Thì đây đây chính là cái sân khấu, các bạn chú ý nhé.
Đây đây chính là giao diện đây, thì cái phần bên phải đây chính là phần sân khấu đây nhé. Và trên đó khi chúng ta mở ra luôn có một con mèo ở trong đó. Đấy, chúng ta có thể di chuyển con mèo, thì con mèo này chính là nhân vật. Nên còn cái khung này này đó là sân khấu đó, sân khấu. Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải lập trình để điều khiển nhân vật và sân khấu. Chúng ta có 3 chế độ. Đây là chế độ bình thường. Còn tôi bấm vào đây thì là chúng ta chuyển sang chế độ là nhỏ hơn. Đấy. Thì sân khấu nó bé đi thì bên này nó to ra thôi. Còn bấm này là ở mức độ là to nhất. Đấy, to như thế này thì không nhìn thấy cái khác nữa, chỉ nhìn thấy một sân khấu thôi. Thấy không nào? Thì thông thường khi mà chạy chương trình thì chúng ta nên mở to ra để được quan sát. Bấm lên nó lại bé lại đó, bấm vào đây đấy. Được chưa? Ở đây có thấy có 2 nút, nút xanh và nút đỏ. Thì nút xanh là nút là bấm để chạy chương trình đấy. Còn nút đỏ bấm để dừng chương trình đó, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà đây là cái chúng ta sẽ quan sát ở đây là sân khấu của chúng ta, và mục đích của cái người lập trình chính là người là lập trình để điều khiển nhân vật trên sân khấu. Và như vậy trên sân khấu của chúng ta chính là cái đích mà chúng ta muốn tạo ra cái sản phẩm đó. Nhưng bạn thấy không, như vậy ngay từ đầu chúng ta gặp thấy là có nhân vật và sân khấu rồi thì rất khó mà nói rằng đây là cái phần mềm dùng để giải toán. Thì ngay từ bước đầu tiên chúng ta bước vào, chúng ta mở phần mềm ra để chúng ta chạy, thì không ai nói là cái Scratch nó lập ra để code để giải toán, mà cái phần mềm, cái lập trình Scratch nó code tạo ra, lập ra để người sử dụng tạo ra những sản phẩm số, tạo ra những cái sản phẩm có hoạt hình. Đấy, chúng ta sẽ làm quen xong, làm quen ngay bây giờ nhé. Rồi thì như vậy đây là con mèo đây. Chúng ta có thể điều khiển nhiều nhân vật chứ không phải là một nhân vật nhé. Bây giờ chúng ta bấm thử vào đây này. Và chúng ta có thể không nhìn thấy màn hình như thế ơi, thầy chưa chia sẻ màn hình chưa? Sao? Chưa chia sẻ màn hình ạ. Em không thấy màn hình đâu ạ. Không thấy à? Có thấy đây đây. Có mà. Đang có màn hình bình thường thôi ạ. Dạ thấy luôn. Dạ em thấy đây. Đúng đấy ạ. Em cũng nhìn thấy. Các bạn có thấy không nhỉ? Có mà, đúng không? Có. Đang chia sẻ rồi mà. Thấy chia sẻ lại. Thấy rồi thấy không? Em vô muốn thấy. Nhé. Thế bây giờ tôi sẽ đây là cái lệnh chúng ta sẽ đưa vào sân khấu chúng ta là thêm một nhân vật nữa nhé. Đây, tôi sẽ chọn thêm con chó này. Bấm đây là con chó nhé. Bấm vào đây nhé. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có 2 nhân vật là con mèo và con chó. Thấy không nào? Còn đây là sân khấu đây. Chúng ta có thể bấm vào đây nữa. Bấm vào đây để chúng ta sẽ chọn thêm sân khấu. Đây, bấm vào đây nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ chọn thêm sân khấu. Tôi chọn thêm hình này nhé. Đó. Thì các bạn thấy như vậy chúng ta là có sân khấu là hình là trong một cái phòng. Và đây là con mèo, đây là con chó. Đúng không nào? Chúng ta có thể mở to ra. Đó, thì các bạn thấy không? Chúng ta đang lập trình để tạo ra một cái phần mềm hay một sản phẩm. Trong đó có con mèo, con chó, đúng không nào? Đang ngồi, đang chạy, đang vui chơi ở trong cái phòng. Phòng đó chính là sân khấu. Đó. Do vậy, cái việc công việc chính của cái người lập trình Scratch là cái gì? Bây giờ tôi sẽ nói luôn bây giờ nhé. Như vậy chúng ta sẽ hiểu như vậy. Cái người lập trình Scratch là ai? Nghe tôi một vị vào đây, người lập trình Scratch là ai? Người lập trình Scratch là ai? Là ai và làm gì? Đấy, như này. Làm gì? Đấy. Chúng ta chú ý là đích của chúng ta là nhân vật và sân khấu. Được chưa? Rồi, thế như vậy làm nó luôn là cái người lập trình Scratch làm cái gì? Người đó sẽ làm 2 việc sau, 2 việc chính. Việc thứ nhất là người đó là phải viết hay là phải tạo ra một kịch bản hoàn chỉnh, một kịch bản sân khấu hoàn chỉnh. Có thể là một câu chuyện, có thể là một trò chơi,
Có thể là một cái mô phỏng gì đó, có thể là một cái cuộc nói chuyện giữa giáo viên và học sinh, hay là một cái hay là một hay là có thể là một cái bài toán đặt ra cho người dùng làm, vân vân. Tức là cái người lập trình đầu tiên phải là người tạo ra một kịch bản, thậm chí có thể là anh ta sẽ thuê người khác làm kịch bản. Nói chung những người lập trình thông thường là người làm kịch bản, tạo kịch bản hoàn chỉnh. Trong kịch bản của anh ta của người đó là phải có, trong kịch bản của người đó nhé, là phải có hai loại đối tượng. Một là các nhân vật, hai là sân khấu. Và tất nhiên là phải có các cái các hoạt động, các cái gọi là kịch bản cụ thể, các lớp đang hoạt động như nào, khi nào để nhân vật A nhân B làm cái gì, làm cái gì. Và tiếp theo cái việc thứ hai của người lập trình là gì, là người người đó là phải là lập trình để mà, hay là dùng từ khác là đạo, anh ta phải là người đạo diễn để mà làm cho cái nhân vật này là phải hoạt động theo đúng kịch bản. Thế nào, như vậy cái công việc thứ hai là chính là cái việc là gì, là đạo diễn, là đạo diễn để chỉ huy các cái nhân vật hoạt động theo đúng kịch bản, theo đúng kịch bản. Được chưa? Thế đạo diễn là cái gì? À, viết từ đâu? Chúng ta dùng từ đạo diễn, nó người lớn quá, nó khó hiểu quá đối với trẻ con, nhưng mà đối với học sinh. Nhưng mà cụ thể ở đây chẳng qua là cái từ đạo diễn này chính là gì? Chính là lập trình thôi, cái đoạn này chính là lập trình để các nhân vật hoạt động theo đúng kịch bản. Các bạn thấy không nào? Đã chứng minh là cái người lập trình khác là thế này, chứ không phải chỉ là giải toán nhé. Thật ra nếu mà giải toán, thật ra là một trường hợp rất là nhỏ của cái việc làm kịch bản, chứ cái việc làm mà đạo đạo diễn. Bạn thấy không nào? Bây giờ tôi quay lại thế nào là giải bài toán đấy nhé. Bây giờ tôi quay lại thế nào là giải bài toán để chúng ta thấy là cái nhiệm vụ mà rất nhiều giáo viên vẫn nghĩ là lập trình Scratch để mà giải toán đấy, giống như lập trình Pascal, lập trình Python để giải toán. Thế giải toán nó là cái gì? Giải toán là cái gì? Đấy, thì tôi mô tả thì và chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ là cái việc giải toán này nó là một phần nhỏ, một cái phần một trường hợp riêng của cái phần này, mà là một trường hợp riêng của kịch kịch bản và đạo diễn này. Đấy. Cho nên thấy là cái giải toán này nó là một toán rất là nhỏ nhỏ bé so với việc làm đạo diễn và làm kịch bản, mà là cho so với việc là viết viết kịch bản và làm đạo diễn cho chương trình. Giải toán tức là gì? Tức là sau tức là giải toán như sau, là cho trước các cái số đầu vào, ví dụ như là x, y, z. Đúng nào? Bây giờ cần phải thể hiện, cần phải cô dùng thuật toán giải giải toán ra theo yêu cầu bài toán, giải toán nó ra để đưa đưa ra kết quả làm đáp số nào đó, đưa ra kết quả là các số như là a, b, c, v.v. Đấy. Như vậy là cho trước bài toán, thì một bài toán thông thường là cho trước đầu vào cần phải giải để ra kết quả đầu ra là a b c, được chưa ạ? Đấy. Thì các cái lệnh này ở trong vụ giải toán này thì người ta thường có gọi là thuật toán hay là lập trình để giải toán, đúng không nào? Đấy, thì như vậy là gì? À, thì đối với em đây này thì như vậy đầu vào của chúng ta là các số x, y, z nhé. Đây thì như vậy cái bây giờ chúng ta sẽ biến cái này thành kịch bản này. Thì kịch bản là cái gì? Kịch bản là như sau. Tôi mô tả kịch bản của cái việc giải toán nhé.
Còn tôi chưa nói đến phần trên này nhé, tôi đang nói kịch toàn, kịch bản của họ giải toán là như sau. Cùng có 3 bước. Bước 1 là nhập hay là nhập đưa hay là nhập nhập các số x, y, z vào chương trình. Đó là bước 1. Đó là giai đoạn là bước 1. Bước thứ 2 là thực hiện tính toán và giải toán để tính ra a, b, c, vân vân. Và đến bước 3 hay kịch bản 3 là đưa các cái số a, b, c ra màn hình. Thì đây chính là kịch bản, đây chính là kịch bản của cái bài toán, là của cái bài giải toán, được chưa? Như vậy là các bạn thấy, như vậy là cái công việc là giải toán ấy, nó là một trường hợp rất là nhỏ của cái bài toán tạo kịch bản và tạo kịch, viết kịch bản cho các nhân vật và là đạo diễn chỉ huy các nhân vật đó hoạt động. Thì với cái giải toán này là như sau. Chúng ta cần một nhân vật thôi. Ở đây này, chúng ta cần một nhân vật thôi. Ví dụ đóng vai trò là giáo viên chẳng hạn, giáo viên. Một nhân vật thôi. Và nhân vật này sẽ như sau, nhân vật này sẽ nhận từ bàn phím hay là nhận từ bên ngoài các số x, y, z là đầu vào mặt của chương trình. Xong chúng ta sẽ lập trình cho giáo viên này giải xong đưa kết quả là ABC. Và như vậy này sẽ viết trên màn hình là kết quả là ABC trên màn hình. Và tất cả cũng chỉ làm theo 3 bước như tôi vừa nói. Đây vừa kịch bản, đồng thời chúng ta lập trình để làm cái việc này. Đó, các bạn thấy không nào? Như vậy để cho thấy là như vậy là cái việc mà cái gọi là cái dùng lập trình để giải toán, nó là một trường hợp rất là nhỏ, trường hợp riêng của cái bài toán lớn hơn là bài toán là viết kịch bản đạo diễn để điều khiển các nhân vật trên sân khấu hoạt động theo đúng kịch bản. Thấy không nào? Như vậy là nó rất là khác nhau. Cho nên rất nhiều người nghĩ rằng là chỉ có là học lập trình Scratch dành cho học sinh tiểu học và chỉ là giải toán thôi thì là sai. Mặc dù giải toán vẫn là rất là hay, nhưng mà cái lập trình Scratch nó không phải được sinh ra để mà giải toán như vậy nhé. Đấy, chúng ta thấy nhé. Trong trình này chúng ta cũng sẽ giải toán rất nhiều chứ không phải là không nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều bài toán khác nhau nữa chứ không phải chỉ là viết kịch bản cho các nhân vật. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói tổng thể là chúng ta sẽ viết kịch bản cho các nhân vật nhất của chúng ta. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm thử, bây giờ chúng ta sẽ làm sang phần tiếp theo. Là chúng ta sẽ cũng tôi nói luôn, trước khi mà bắt đầu làm cụ thể, tôi sẽ nói luôn là ở trên này, ở hiện nay trên thế giới nó thực ra nó có hai cái phần mềm tương đương nhau về cái phần mềm lập trình nhé, phần mềm Scratch nhé. Thì theo tôi thì nó có hai phần mềm, một là phần mềm Scratch chúng ta đã biết rất là nổi tiếng rồi, phần mềm thứ hai hoàn toàn tương đương Scratch, theo tôi cũng rất hay. Thì chúng ta có thể dùng nó và chúng ta có thể lợi dụng nó, chúng ta làm những việc khác. Tôi lấy ví dụ nhé, phần mềm đó, phần mềm mBlock rất nổi tiếng. Các bạn vào cái trang tra cái từ mBlock, chúng ta có thể tải về phần mềm. Thì mBlock nó giống hệt Scratch. Bây giờ tôi cho bạn xem nhé. Đây, bây giờ tôi đóng lại đây và tôi sẽ cho các bạn xem cái phần mềm đây. Đây là mBlock đây này. Nó có cái giao diện hoàn toàn gần giống hệt với Scratch luôn, không khác cái gì cả. Nó chỉ khác là cái phần mà sân khấu nó ở bên trái nhé, còn Scratch nó ở bên phải đấy. Còn nó giống cái lệnh, nó giống hệt nhau, cái lệnh giống nhau nè, cũng có là motion này, look này, sound này, event control này, với mBlock nó cũng vậy, cũng có đủ nhé, nó có đủ mọi thứ này. Đấy, motion này, look này, sound này, y với giống hệt nhau luôn. Đó.
thì các bạn dùng cái nào cũng được. Nhưng mà theo tôi khuyên chúng ta vẫn nên dùng Scratch thôi nhé. Thì một trong chúng ta sẽ làm quen nhé, một trong những phần rất quan trọng là chúng ta phải tạo ra các cái nhân vật để chúng ta điều khiển trên sân khấu. Thì ở trong Scratch nó có một cái danh sách như thế này, chúng ta thử bấm vào đây nhé. Nó ra một loạt những cái hình ảnh này. Đây là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta tạo ra cái nhân vật ở trên màn hình. Nó rất nhiều đúng không nào? Nó có rất nhiều. Nếu mà các bạn thấy đấy, sau này khi các bạn mà các bạn phải thiết kế các cái phần mềm mà các trò chơi, có thấy hình ảnh này vẫn thiếu, không đủ. Trong này trông thế này thôi, nhưng rất là nhiều thế này, nhưng mà thực tế là vẫn thiếu luôn. Đấy. Cho nên cái chúng ta sẽ phải học, trong trình chúng ta sẽ có chuyện là phải học vẽ ra cái nhân vật này. Thì ai bạn nào mà giỏi về đồ họa đấy, vẽ hay, tạo ra được cái hình ảnh hay thì rất hay. Chúng ta tạo ra được cái hình đồ họa rất hay và rất phù hợp cho học sinh. Thì với cái phần mềm Scratch nó có một nhược điểm theo tôi nhé, là cái số lượng cái hình ảnh nó ít quá. Các bạn sau này các bạn tìm hiểu có thấy là cái số lượng này là không nhiều, là không, là rất thiếu. Chúng ta rất thiếu, chúng ta cần phải tạo ra các phần mềm mới, các sản phẩm mới là rất là thiếu. Trong khi đó, ở trong cái phần mềm blog này nó có rất nhiều, nó có rất nhiều cái hình ảnh, chúng ta xem thử nhé. Thế này, ở trong này nó có rất nhiều hình ảnh luôn, hình ảnh có sẵn ở trong phần mềm blog, nó rất nhiều, nó rất là phong phú hơn nhiều so với bên Scratch. Thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta có thể sang bên này, chúng ta lấy hình ảnh sang, chúng ta copy sang bên kia. Đây, cho nên tôi dạy cho các bạn cái đây, hình ảnh này rất hay, hình ảnh cái xe đạp này, hình ảnh xe đạp này, thấy không, rất là hay. Chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh cái xe đạp nhé. Đấy, thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là nó rất là hay mà ở bên kia không có. Thì ở bên này nó có rất nhiều hình ảnh như vậy, nó rất nhiều luôn. Bạn thấy không nào, trang 2 này, trang 3 này, trang 4 này, trang 5, trang tất cả nó có 39 trang cơ mà, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều. Cho nên là cái số lượng các hình ảnh ở bên hình ảnh ở bên 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 phần phẩm em blog nó nhiều hơn rất nhiều lần. Thì các bạn nói đây để các bạn biết là các cháu học sinh hay là người lớn nhé, chúng ta có thể lấy các hình ảnh này sang bên kia được, ta học cách chúng ta có thể copy cái này sang bên kia để chúng ta dùng, nó thuận tiện lắm, rất là hay luôn nhé. Đó, Scratch này không hiểu sao người ta vẽ rất ít, người ta ngại sao người ta rất ít vẽ, cho nên nó không có nhiều hình ảnh. Đây ở bên này, bên blog nó có nhiều hình ảnh khác nhau nhé. Cái này chúng ta học sau nhé. Bây giờ tôi sẽ quay lại bên này. Đấy, được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp theo là chúng ta tìm hiểu là các cái giao diện. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các cái giao diện của phần mềm nhé. Giao diện phần mềm. Bây giờ nói các bạn có thể tự ghi chép thôi nhé. Đây, ở trên này là mấy cái thứ đơn giản là chúng ta có thể dùng để ta tạo file mới này, tạo tệp mới này, và mở một tệp cũ ra và ghi tệp vào đĩa. Thì cái tệp mà để chạy chương trình, tệp đó nó có đuôi là SB3 nhé. Đây là lệnh new, là tạo một tệp mới này. Load from your computer là chúng ta mở một cái tệp có sẵn ở trên máy tính. Đây lệnh là ghi cái tệp chúng ta lên máy tính. Đó. Ngoài ra các bạn chú ý là chúng ta phần mềm khi chúng ta làm việc với Scratch, chúng ta theo tôi là khuyên mỗi bạn nên đăng ký một tài khoản trên cái trang Scratch, để tôi bật cho các bạn xem cái trang online, trang Scratch online là như thế này. Đây, các bạn vào đây, các bạn vào scratch.mit.edu. Đó, thì ở cái trang này nó cho phép chúng ta là chúng ta có thể lập trình ngay trên đây, hoặc chúng ta có thể đẩy một cái tệp ở dưới đĩa chúng ta lên trên này và chúng ta treo ở trên này. Nó cho phép chúng ta tất cả đều online hết.
Thì sau này khi chúng tôi ra bài tập thì các bạn có thể làm bài tập ở nhà và các bạn sẽ cho tôi quan sát thông qua cái việc chúng ta đẩy lên. Thì lát nữa tôi sẽ mô tả các bạn cách đẩy lên như thế nào nhé. Thì mỗi người đăng ký một tài khoản ở đây. Tôi có tài khoản của tôi là Hà Người Việt đây này. Chúng ta muốn có một tài khoản ở trên này và chúng ta dùng để chúng ta đẩy các cái tệp mà chúng ta làm ở dưới nào chúng ta lên trên này. Hoặc nếu bạn nào mà thích mà nào chúng ta hoàn toàn có thể lập trình trực tiếp online ở trên cái trang này được, không sao cả, cần đăng ký một tài khoản đó. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả giao diện nhé. Ở phần chính giữa đây này là cái phần mà chúng ta lập trình. Thì mỗi nhân vật có một cửa sổ riêng, để chúng ta bấm vào mèo nhé, thì đây là cửa sổ lập trình của mèo. Bấm vào chó là cửa sổ lập trình của chó. Như vậy là mỗi nhân vật có một cửa sổ riêng. Ngoài ra là sân khấu đây. Sân khấu có một cửa sổ riêng. Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là mỗi nhân vật có một cửa sổ riêng. Đây, đầu tiên là cửa sổ lập trình. Cửa sổ lập trình, chúng ta chú ý rất quan trọng. Đây là phần quan trọng nhất của chương trình đây nhé. Thì nó khác với, các bạn thấy nó khác hoàn toàn với C, với Pascal, với Python. Chúng ta chỉ có một cửa sổ lập trình thôi. Chỉ có một thôi. Nhưng mà ở đây thì không. Là mỗi nhân vật là một cửa sổ. Mỗi nhân vật là một cửa sổ lập trình. Đấy. Như vậy các bạn thấy ngay đầu là nó rất là khác biệt nhé. Khác biệt so với các lập trình như là C, là Pascal hay là Python. Nếu chúng ta mà có một cái, chúng ta tạo ra một sản phẩm mà có 5 nhân vật, vậy có 5 cửa sổ lập trình cho từng nhân vật riêng biệt nhé. Và tiếp theo là sân khấu, có một sân khấu thôi. Sân khấu của chúng ta là có một cửa sổ lập trình. Đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy là số cái cửa sổ lập trình mà chúng ta cần lập trình là bằng số lượng nhân vật cộng thêm 1 nữa. Chính là cộng thêm sân khấu nữa. Vậy là nó rất là khác biệt nhé. Khác biệt. Mà các bạn thấy không? Là cái lập trình này là lập trình cho nhân vật sân khấu này là nó hoàn toàn lập trình song song nhé. Chúng ta là có một nhân vật này, nhân vật 1 này, nhân vật 2 này, nhân vật 3 này. Nhé. Sau đây là sân khấu này. Đấy, như vậy có một cửa sổ riêng nhé. Đây là nhân vật 1 này, nhân vật 2, nhân vật 3. Và đây là sân khấu nhé. Thì tất cả các cửa sổ này lập trình là đồng thời nhé, song song hết nhé, song song, không phải là không vào nhân vật này là trước cái này sau, tất cả được song song. Cho nên là cái việc mà điều khiển lập trình của Scratch ấy, là mới đầu thì chúng ta học vào cho thấy rất là khó luôn, làm sao mà song song được. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ rằng là chúng ta đạo diễn ta rất đơn giản, vì chúng ta các bạn đây được từng làm đạo diễn rồi đúng không nào? Chúng ta tổ chức một cuộc chơi gì thì phải có nhiều người chơi chứ. Chúng ta bấm nút là alo 123, tất cả cùng chạy chứ, tất cả cùng hát chứ. Làm sao có thể là người thứ nhất hát, người thứ hai lại nghỉ được? Như vậy đây, chúng ta chính đạo diễn chúng ta tổ chức một cái trò chơi, một cái gì đó là có nhiều nhân vật và tất cả nhân vật đó là phải cùng điều khiển cùng một lúc. Không có chuyện là nhân vật A chạy thì nhân vật B là đứng lại, không có chuyện như vậy. Mà chúng ta có thể điều khiển cho A và B là cùng chạy, cùng hát, cùng đùa vui được. Thì đó chính là cái lập trình song song trong cái lập trình Scratch ấy. Chứ đây là điểm rất là khác biệt, nó khác hẳn so với lập trình Python hay lập trình C và vân vân và Pascal. Thì các bạn lập trình trong mỗi lập trình kia thì nó chỉ có một cửa sổ thôi và tất cả nó chỉ có một cửa sổ thôi. Và trong đó là các lệnh là phải chạy song song, là phải là tuần tự từ đầu đến cuối, lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh N là phải đúng thứ tự. Còn ở đây thì không, nhé. Tất cả đều song song. Mà chúng ta sẽ thấy nữa đấy là ở trong cùng nhân vật nhé. Trong cùng nhân vật cũng không phải là tuần tự đâu, chúng ta nên chú ý nha. Không phải là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4 đúng rồi, nó cũng đúng thế thôi, nhưng mà không phải là ở trong nhân vật nó cũng là song song. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ hiểu vì sao là song song, chúng ta sẽ hiểu ngay trong một lát nữa thôi. Cũng là lập trình song song luôn nhé. Nhưng mà đây là những cái rất là mới, là kiến thức rất là mới mẻ đối với chúng ta.
Cho nên thời đấy tôi chúng ta thấy cái đưa cái lập trình SCAD này mà cho học sinh thì học là rất là hay luôn, rất là hay luôn. Và học tiểu học thì chưa đủ đâu, học tiểu học thì ít quá, học học xong tiểu học thì cũng chưa đủ để lập trình ra những gì mạnh, ra những cái gì mà tốt đâu, mà muốn tốt lên cho phải học thêm nữa. Học sinh cấp 2 cũng phải học, cấp 3 cũng phải học, người lớn phải học, và càng học nhiều lên ta càng ra càng làm ra những sản phẩm tốt hơn đấy. Được chưa? Thì như vậy là mỗi một cái mỗi nhân vật là một cửa sổ lập trình, chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta bấm vào con mèo chẳng hạn đấy, ở đây này, thì đây là cửa sổ con mèo đây, và hình đang có hình con mèo đây không, con mèo đây. Thì đây đang mô tả đây là cửa sổ lập trình của con mèo. Chúng ta bấm một con chó đấy, thì đây là hình con chó hiện ra này, nó là cửa sổ lập trình của con chó. Chúng ta bấm vào cái chỗ này là sân khấu, thì chúng ta thấy được hình ảnh sân khấu đấy, hoặc nó mờ đi, thì đây là lập trình cho sân khấu. Như vậy là cái người lập trình là cái người mà sẽ lập trình cho từng cái nhân vật, từng sân khấu. Mà việc trình này là phải tuân thủ theo kịch bản như thế nào chúng ta lập trình đúng như vậy. Cho nên nhìn tổng thể là bạn thấy là nó cũng rất là khó chứ không dễ. Được rồi, thì bây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về như vậy lập trình như thế nào. Đấy, lập trình bằng các lệnh thôi nhé. Thì đây thì lệnh nằm ở ở ở bên trái, thì đây chính là khu lệnh đây. Thì như vậy cái này nó khác biệt so với Pascal và C hay là Python. Đối với Pascal, C, Python chúng ta phải gõ lệnh bằng trực tiếp bằng tay trên cửa sổ lập trình, đúng không nào, gõ lệnh mà. Còn đây chúng ta không phải gõ, và chúng ta chỉ việc kéo thả lệnh thôi. À, trên lập trình cũng gọi là lập trình kéo thả. Đây lệnh như này, chúng ta đây là một lệnh, chúng ta chỉ kéo thả sang, đây là một lệnh này, lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba đó, chúng ta kéo thả sang. Thì mỗi một lệnh này này là ứng dụng một lệnh, thì đáng lẽ là chúng ta phải gõ cái lệnh ra đây. Đây lệnh move nhá, là lệnh chỉ lệnh di chuyển về phía trước là 10 bước. Đáng lẽ chúng ta phải gõ lệnh là di chuyển về phía trước 10 bước. Nào, gõ thế nó dài quá đúng không? Gõ thế nó dài quá, mất thời gian quá, thì đây người ta làm sẵn cho mình cái hình rồi, chúng ta chỉ việc kéo thả sang thôi. Không dùng cho kéo thả ngược trở lại là người ta xóa đi. Như vậy là rất nhanh gọn đúng không? Thì cái tư tưởng là lập trình kéo thả là như vậy, tức là chúng ta đáng lẽ phải gõ lệnh bằng 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 bàn phím thì không, chúng ta dùng chuột kéo thả lệnh từ một khu vực có sẵn lệnh, chúng ta kéo ra cửa sổ lập trình. À, như vậy chúng ta chú ý nhé, tôi ghi lại theo ý đó. Như vậy cái việc lập trình ở đây là cái gì? Đấy, lập trình. Thật ra lập trình nó cũng giống như lập trình Pascal, lập trình C, lập trình Python thôi. Nhưng mà chúng ta không phải gõ lệnh mà chúng ta phải kéo thả lệnh. Thì nó khác khác trước nhé, kéo thả lệnh. Từ khu vực các lệnh ra cửa sổ lập trình. Đấy, kéo thả nhé. Mà chú ý lập trình là gì? Là không phải có một cửa sổ đâu, mà có nhiều cửa sổ nhé. Mỗi nhân vật là một cửa sổ. Chắc lại một sân khấu là một cửa sổ. Nhưng mà là số lượng cái cửa sổ của chúng ta là nhiều hơn một. Đấy, nó không phải như là bét ra là có một nhân vật thì cũng phải là có hai cửa sổ lập trình, đúng không? Hai nhân vật thì có ba cửa sổ lập trình đó, các bạn thấy nó phức tạp đúng không nào, nó rất là hay chứ không phải như là Python chỉ có đúng một cửa sổ duy nhất. Chúng ta mỗi chương trình là một cửa sổ, còn đây không phải, mỗi chương trình nó là một kịch bản, nó là một câu chuyện, và nó có nhiều nhân vật, và mỗi nhân vật là một cửa sổ. Và việc lập trình đó là kéo thả. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau lập trình. Thì bây giờ trước lập trình thì chúng ta sẽ làm quen với chúng ta thử lập trình đơn giản trước nhé. Bây giờ tôi chỉ cần lập trình cho con mèo thôi, chó tôi không cần nữa nhé. Đây bây giờ tôi xóa con xóa đây, bấm đây là xóa này, xóa bây giờ tôi xóa con chó đây nhé. Đó, còn mỗi con mèo được chưa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đã, tiểu lệnh sau trước khi chúng ta lập trình, muốn lập trình cụ thể chúng ta có kịch bản. Mình chúng ta thử nhé. Đây là cái lệnh move, là cái lệnh là gì, là cái lệnh mà cho con mèo này di chuyển về phía trước là 10 bước này, 10 bước. Để chạy thử, chúng ta bấm vào đây này,
mà thấy quay quan sát con mèo nhé. Đấy, con chạy về chiếc là 10 bước không? Ở đây một bước đây mà chúng ta hiểu nó là 10 pixel, 10 cái point ở trên màn hình, trên màn hình. Chúng ta sẽ làm quen cái này trong trong cái buổi sau. Hôm nay chỉ là sơ sơ như vậy thôi. Chúng ta có thể điều khiển như sau, chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta gõ cái số 10 này. Tôi gõ là 100. Thì như vậy là đi về phía trước là 100 bước. Đấy. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ 100 này là cái chỗ chúng nha, này nó là cái chỗ gọi là tham số của lệnh đấy. Chúng ta có thể sửa lại 100 là bấm đây nhé. Đó, thấy không nào? Bấm nữa này. Đó. Bây giờ mà chúng ta bấm nữa nó ra ngoài sân khấu thì làm thế nào? Đây, chúng ta bấm nữa ra, bấm nữa thử ra đấy. À, nó ra ngoài đây này. Ra đây và không ra nữa đứng đây. Đấy, nó đứng ở đây này. Cho nên là một trong những cái điều mà cẩn thận chú ý khi chúng ta điều khiển nhân vật ở trong cái chương trình Scratch là chúng ta bảo đảm rằng nhân vật đó là không chui ra ngoài sân khấu. Nên chui ra ngoài là rất là khó sửa đúng không nào? Không biết nào quay lại được, chúng ta mô tả sau nhé. Bây giờ chúng ta có làm như sau, chúng ta quay lại này. Chúng ta có thể bấm lên, kéo sang bên này cũng được, đó là một cách làm. Nhưng mà đây chỉ để cái làm chơi vui thôi, còn khi lập trình chúng ta không làm như vậy nhé. Bây giờ tôi làm chạy lại này. Bây giờ là như vậy là move 100 là đi sang bên phải là 100 bước. Bây giờ tôi bấm lên, tôi sửa thành -100 thì sao? -100 thì nó sẽ đi lùi. Đó, thì nhân lùi thế nào? Lùi đây, đấy, lùi xuống đây này. Như vậy là các bạn thấy cái lệnh move là lệnh là di chuyển thì có hai hướng, di chuyển về phía trước hoặc đi lùi lại. Nếu mà cái số này làm số dương thì di chuyển về phía trước, còn số âm thì là tự do có số âm thì đi lùi về. Như vậy đây lệnh move nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lệnh khác. Chúng ta kéo xuống và chúng ta có lệnh này. Đây, lệnh rất hay luôn là cái lệnh này. Đây là cái lệnh mà cho con mèo nó nói trên màn hình. Tôi làm thử nhé, để tôi gọi một lệnh ở đây này, gọi là tôi là mèo đây. Đấy, lệnh đây nhé, bấm đây này. Đó, thế nào con mèo là nó tôi là mèo đây và nó cứ giữ mãi như vậy, thấy không nào? Đấy, rất là hay đúng không? Này thì các bạn thấy là nó đây là cái lệnh là cái lệnh đó nhé. Thế bây giờ tôi đóng tôi bấm lên để dừng này. Bây giờ tôi để hai này vào cạnh nhau nhé. Thì như sau thì máy sẽ chạy cả hai này cùng lúc nhá. Thì tôi bấm vào đây này là nó chạy lệnh move trước, sau đó chạy lệnh say sau, được chưa? Như vậy nó sẽ di chuyển về phía trước là tôi để lên, tôi sửa lên là 100 nhé. Và tôi bấm này thì máy sẽ chạy lệnh là move về phía trước là 100 bước, sau đó là nói câu là tôi là mèo đây. Chạy thử nhé, đây này. Đấy, nó chạy đây và nó nói là tôi là mèo đây, thấy không nào? Đấy, thấy không nào? Đấy, như vậy đây là như vậy các lệnh ở trong Python, ở trong Scratch nó cho phép là ghép lại với nhau đây. Thì một nhóm lệnh như vậy là nó chạy lực lệnh một đầu chuyến cuối nhé. Như vậy là đây là một nhóm lệnh thì chúng ta chú ý ghi lại cái ý đó. Chứ quan trọng là các lệnh là kéo thả là rời rạc, nhưng mà thực tế chúng ta phải nhóm lại thành các cái nhóm lệnh. Ở trong Scratch chúng ta không được dùng các lệnh là rời rạc nhau và bắt buộc phải nhóm lại thành một cái dãy lệnh. Nhóm lệnh là tạo thành một cái dãy lệnh nha. Yeah. Thành một dãy lệnh. Khi mà một dãy lệnh nó sẽ gồm là gì? Nó gồm là lệnh 1 này, lệnh 1 này, lệnh 2 và lệnh thứ K. Đó. Thì dãy này là máy sẽ chạy là lần lượt từ lệnh 1, lệnh 2, lệnh K. Chương trình sẽ chạy từng lệnh một, từng lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới nhé, từ trên xuống dưới đó.
Chúng ta sẽ kéo thả lệnh để cho nối lại với nhau. Đây bây giờ tôi làm thử nhé, đây. Bây giờ tôi có thể kéo ra này, đây, đây là hai lệnh là hai lệnh riêng nhau, tôi nối vào nhau này. Đó. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ làm thêm lệnh nữa nhé. Bây giờ tôi kéo xuống và tôi ra cái lệnh này. Đây, cái lệnh này. Đây. Đây lệnh rất là hay. Cái lệnh này là lệnh là bật âm thanh. Bật âm thanh. Bấm thử nghe thử này. Đấy. Thấy không nào? Bây giờ tôi sẽ nối cái này vào đây. Như vậy ở đây chúng ta có 3 lệnh nhé. Lệnh thứ nhất là mèo kêu meo một cái. Sau đó là mèo sẽ di chuyển về phía trước là 100 bước. Di chuyển xong thì mèo sẽ phát ra cái tiếng nói từ miệng nó là tôi là mèo đây. Đó, thì đây là 3 lệnh. Chạy thử nhé. Tôi đưa cơ mèo về đây. Chạy thử này. Đấy. Có thấy rất nhanh không nào? Vậy là mèo chạy kêu meo một cái chạy về phía trước 100 bước và nói cái câu là tôi là mèo đây. Thì đây là một cái có thể đây là 3 lệnh đầu tiên chúng ta coi là một chương trình hoàn chỉnh nhé. Thì để mà hoàn thiện một chương trình thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ kéo xuống hay chúng ta kéo xuống chúng ta vào cái lệnh này. Đây là cái lệnh nằm trong cái nhóm lệnh là sự kiện, tôi cho nó cho về cái nhóm lệnh. Là lệnh rất quan trọng. Cái lệnh này là lệnh như sau. Có thấy được ở phía trên nó cái nút ở trên là nó có cái nút nút cái đường cong này là không cho phép đối ở phía trên, chỉ phía dưới thôi. Chính lệnh này là thường nó bắt đầu từ một nhóm lệnh, đây đưa vào đây đó. Thì đây là lệnh đầu tiên của một nhóm lệnh nào đó ở trong một cái cho nhân vật. Và lệnh này là cái gì? Lệnh này là cái lệnh mà nói rằng là khi mà chúng ta nháy vào cái nút có cái hình lá cờ thì nó chạy cái lệnh này. Chúng ta kéo vào đây đó. Thì cả cái nhóm này này là cái nhóm mà sẽ thực hiện lệnh đó khi chúng ta nháy vào cái nút này. Yeah. Mà thông thường thì nút này chỉ là nút mà chúng ta là khi bắt đầu chương trình. Cho nên là tất cả các chương trình của Scratch đều là các cái dãy lệnh mà bắt đầu bằng cái lệnh này. Thì lệnh này lệnh rất quan trọng, lệnh là when, lá cờ là click khi chúng ta nháy vào lá cờ này. Thì đây là cái nút lá cờ này là cái nút mà bắt đầu chương trình. Bao giờ cũng vậy. Chương trình nhé. Đó. Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đã vừa mới làm xong một cái chương trình đơn giản hoàn chỉnh ban đầu nhé. Đấy, đơn giản. Cái bản như sau. Đúng rồi, viết cái bản trước và cái bản như sau này. Biệt tôi với lại cái bản của chúng ta nhé, để ta hoàn thiện chương trình đầu tiên này. Chúng ta làm một chương trình đơn giản đầu tiên. Chương trình đầu tiên nhé. Chương trình đầu tiên này. Là như sau nhé. Bước 1 là mèo kêu meo meo. Mèo kêu meo một cái này. 2 là mèo đi về phía trước. Đi về phía trước 100 bước. Xong 3 là mèo nói. Thì là mèo phát âm ra là mèo nói. Không phát âm ra mèo nói một câu là gì? Là tôi là mèo đây. Tôi là mèo đây. Đấy. Thế đây là một kịch bản rất đơn giản. Cùng có 3 bước như vậy thôi. Mà thao tác như vậy. Thì như vậy chúng ta vừa hoàn thiện xong một chương trình hoàn chỉnh. Và chúng ta đưa cái nhóm lệnh này vào cái nhóm lệnh là nhóm lệnh sự kiện, là khi người dùng click vào cái lá cờ. Cái lệnh nó như này là cái lệnh như này này. Đấy, và nó đây nó có cái hình lá cờ ở trên này đúng không nào? Tôi xem lại hình như này, hình đây có hình lá cờ ở đây. Đấy. Hình lá cờ nó ở chỗ này. Thì tôi đây thì vẽ lại cho các bạn xem. Hình lá cờ nó nằm ở đây đúng không? Đấy. Thì đây là cái em là chúng ta sẽ đưa lên lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai và lệnh thứ ba. Ba lệnh, lệnh một đây, lệnh hai đây, lệnh ba đây. Và tới đây là chúng ta coi như là vừa hoàn thiện xong một cái chương trình Scratch đầu tiên rất đơn giản. Các bạn đã hiểu chưa? Đây, thế đây là một chương trình đầu tiên rất đơn giản, cùng có 3 lệnh. Và bắt buộc 3 lệnh này là phải nằm trong cái nằm dưới cái lệnh này nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi lại đây là cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ vào nút file và save. Đây là save và chúng ta ghi lại. Thì tôi sẽ ghi lại cái bài đầu tiên của tôi nhé.
Hiện tượng lưu trong thư của tôi rồi, vào đây tôi, cái bài của tôi nằm ở trong cái nhóm là để tập vấn Scratch đây, mà vào bài B1 đây nhé. Bài đầu tiên này, đây là bài đầu tiên, đơn giản cho đơn giản, bài đầu tiên nhé. Lập tức là máy sẽ tạo ra một cái tệp mà có đuôi là SB3 luôn nhé. Đúng rồi đây. Đó, như vậy đây là cái phần tôi vừa hoàn thiện xong một cái bài đầu tiên là mèo ở trong trong nhà, và tôi sẽ nó kêu như vậy. Mình chạy thử nhé, bây giờ tôi cần phóng to để quan sát này. Đấy, bước vào đây là chạy này, bước vào đây nhé. Đấy, như vậy là xong ba bước, và mèo nó tôi là mèo đây mãi mãi, chỉ khi nào tôi bấm cái này dừng lại thôi. Đấy, được chưa nào? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện một chương trình đơn giản đầu tiên là mèo kêu meo một cái tiến lên phía trước và nói và phận là ghi ra cái dòng chữ là tôi là mèo đây nhé. Chúng ta dùng lệnh là một là start sound phát âm ra âm thanh, hai là move về phía trước là 100 bước, và lệnh thứ hai lệnh say nhé, lệnh say là chú ý nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát một chút nhé. Thì bạn thấy nhá, ở đây này các cái lệnh của Scratch nó có cái màu sắc khác nhau để làm gì, để dễ nhớ thôi. Mỗi một cái nó chia thành các nhóm, mỗi nhóm như vậy là nó có một cái màu sắc khác nhau. Đây, cái nhóm màu xanh đóng trên cùng bấm lên là màu xanh này, đây là nhóm liên quan các lệnh di chuyển của nhân vật, trong cái nhóm là nhóm motion. Nhóm thứ hai là nhóm looks, cái nhóm này là cái nhóm dùng để ra các cái lệnh là dùng để nói này, dùng để thay đổi trang phục vân vân. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau là cái nhóm lệnh dùng để điều khiển các cái thể hiện của nhân vật. Cái nhóm thứ ba là nhóm sao, nhóm âm thanh, nhóm này là giúp chúng ta điều khiển nhân vật, chúng ta có thể nói được, phát âm thành âm thanh được. Bạn thấy mà kia cho học là người có thể hát được, rất là hay. Nhóm thứ tư rất quan trọng là cái nhóm events, là cái nhóm sự kiện nhá. Thì không bao giờ học một lệnh thôi, lệnh này là cái lệnh mà khi mà chúng ta nháy một lá cờ thì nó bắt đầu chạy lệnh này, và các lệnh sau nó đi kèm theo sau ở đây. Thì thông thường những cái tất cả các chương trình đều bắt đầu bằng những cái nhóm lệnh này hết nhé. Nhóm tiếp theo là nhóm control, là nhóm điều khiển, mà chúng ta sẽ học sau rất là kỹ phần này. Nhóm tiếp theo là sensing, là nhóm lệnh là cảm biến, rất quan trọng, chúng ta sẽ học rất là kỹ. Nhóm tiếp theo là nhóm operator, là nhóm là thực hiện các cái phép toán, các cái tính toán trên biến ở trong chương trình cũng rất là quan trọng. Tiếp theo là nhóm là các cái biến nhớ rất là quan trọng, rất quan trọng. Và cuối cùng là cái nhóm my blocks, là cái nhóm chúng ta được quyền tạo ra các cái lệnh riêng của mình. Như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8, đã có 9 nhóm tất cả. Mỗi nhóm này có khoảng là từ 10 cho đến có nhóm như này, có 1 2 3 4 5 6 7 8 9, mỗi nhóm nó khoảng là từ 9 10 20 lệnh là cùng thôi. Như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, như vậy tổng số nó khoảng 200 lệnh tất cả. Đây thì các bạn chú ý là thật ra là không quá nhiều đâu. Chúng ta sẽ học và chúng ta làm thật nhiều bài tập, nó sẽ quen dần đi. Khi nào các bạn học thuộc lòng tất cả các lệnh này thì chúng ta là thành một chuyên gia rồi đấy nhé. Thì tôi sẽ trong quá trình làm chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lệnh này. Đây thế đây cái chúng ta vừa mới xong cái bài đầu tiên. Chúng ta sẽ còn làm tiếp những cái bài khác nữa nhé. Vì cái bài này nó đơn giản, có mỗi con mèo thôi nhé. Đấy, như vậy là về nhóm lệnh, nhắc lại là gồm nó chia là 9 nhóm lệnh cơ bản, nhắc lại nhé. Nhóm motion các bạn có thể ghi chép nhanh. Nhóm đầu tiên là nhóm chuyển động, thì anh nó là nhóm motion, chúng ta có được ghi cái đề mà trên màn hình thôi, chúng ta ghi trên vở của chúng ta. Nhóm thứ hai là nhóm nó có tên là looks, là nhóm mà thể hiện các lệnh thể hiện nhân vật ở trên màn hình. Nhóm thứ ba là nhóm âm thanh, nhóm sao âm thanh, các lệnh liên quan đến âm thanh. Nhóm thứ tư là nhóm events, là nhóm sự kiện. Nhóm thứ năm là nhóm điều khiển, control. Nhóm thứ sáu là nhóm sensing, là cảm biến. Nhóm tiếp theo là operator, là các phép toán. Và nhóm tiếp theo là variable, là các biến nhớ. Và cuối cùng là nhóm mind block, là các lệnh
có lệnh riêng của tôi. Bây giờ tôi mở xem tiếng Việt nhé, xem nó đang dịch là như thế nào nhé. Để tôi kéo xuống xem là tiếng Việt dịch có chính xác không nhé. Đây tiếng Việt đây này. Rồi, đây là gọi là chuyển động, chính xác. Nhóm thứ hai là hiển thị, cũng đúng. Nhóm thứ ba là nhóm âm thanh, cũng đúng. Nhóm sự kiện, đúng. Nhóm điều khiển dịch là đúng. Nhóm cảm biến là đúng. Các phép toán là đúng. Các cái biến số không thật chính xác, gọi là các biến thôi. Biến này nó không thể không phải là, có thể là không phải là biến số, có thể là biến sâu. Đấy, cho nên biến này là dùng biến số là không chính xác. Khối của tôi cũng được, tạm được. Nhưng mà dịch đây nó họ cũng gần đúng, gần đúng. Thì chúng ta có thể dùng tiếng Việt hoặc dùng tiếng Anh được, tùy các bạn nhé. Thì tùy giống như nhau này, là bắt đầu âm thanh này, đấy. Một khi bấm vào này, đấy nhé, di chuyển 100 bước này, nói này, đấy, đó là những lệnh ban đầu. Và mỗi một cái khối lệnh như vậy là nó có cái màu sắc khác nhau. Chúng ta mà quan sát màu của chúng nó là chúng ta sẽ hiểu được. Đấy là đối với người mới thôi, còn khi bạn đã quen rồi thì chúng ta chỉ nhìn vào đấy ngay, chả cần thiết. Bây giờ đối với tôi chẳng hạn, tôi không quan tâm nó là màu sắc gì nữa. Nhìn vào cái thế ngay, đây chính là phép toán. Đây chính là sự kiện, thấy ngay. Đây chính là cảm biến, là biết ngay là cảm biến. Chứ còn khi mình đang làm nhiều rồi, quen biết rồi thì lại không cần cái màu sắc nữa. Còn đối với trẻ con ấy, thì màu sắc làm cho các trẻ con nó rất thích, các cháu là rất thích học và thích say mê cái màu sắc. Nhưng mà các cháu là các cháu tiểu học thôi. Còn khi các bạn học lên cấp 2, cấp 3 thì lại không cần màu sắc nữa, vì lúc đó thạo rồi mà. Thì cái màu sắc nó chỉ là con mang tính nghĩa, nó chỉ vui vui thôi. Còn lệnh nó là không thay đổi nhé. Đó. Như vậy là toàn bộ cái khối lượng tất cả các cái lệnh mà chúng ta cần nhớ để mà thạo phần này khoảng hơn 200 lệnh. Đấy, thì trong cuốn sách của tôi tự học lập trình Scratch ấy, thì trong cái phần cuối tôi có hẳn một cái bảng mô tả tất cả các lệnh này, ý nghĩa của nó. Thì chúng ta có thể xem qua cái bảng đó và chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của nó. Có chúng dùng để tra cứu thì chúng ta cần thiết nhé. Đấy, nhưng mà mình chúng ta biết là thế nào là lập trình Scratch là cái gì. Nhưng mà lập trình Scratch tức là cái gì? Chính là chúng ta về bản chất chúng ta sẽ tạo ra các cái lệnh trong từng cửa sổ một của từng nhân vật và sân khấu nhé. Chúng ta lập trình một cách là kéo thả lệnh từ bên cái nhóm lệnh ở bên ô trái vào cửa sổ lệnh, mà chúng ta nhóm lại với nhau thành các cái khối, các cái nhóm như này, các cái dãy như này đó. Thì mỗi dãy này thường bắt đầu bằng cái lệnh sự kiện là khi bấm vào đây thì nó bắt đầu cái lệnh này. Thông thường là đây là cái lệnh đầu tiên của chương trình. Khi mà chúng ta nhánh chuột vào cái nút lá cờ thì nó chạy cái lệnh này và nó chạy cả một nhóm luôn. Đấy. Nhắc lại, khi chúng ta có một dãy lệnh nhé, lệnh 1, 2, 3, 4, 5 thì máy chạy lệnh 1 trước, lệnh 2, lệnh 3 chạy lần lượt các lệnh từ 1 cho đến N. Và đây là chạy lần lượt nhé. Như vậy là chúng ta nhìn vào một khối này này thì nó giống hệt khi thực hiện các lệnh trong Pascal, trong C và trong Python. Trong Python và trong Pascal, trong C là cái cửa sổ lệnh gồm một dãy các lệnh từ 1 cho đến N. Và máy thực hiện lần lượt lệnh 1, lệnh 2, lệnh N. Thì đây, cái chỗ này chính là cái chỗ, mỗi một cái này này nó chính là giống như một cái nhóm lệnh ở trong Pascal và trong Python. Đó. Trên chúng ta nhìn vào một cái này không thôi thì nó là hoàn toàn giống cách lập trình ở trong Python hay là ở trong C, trong Pascal, là lập trình tuần tự lần lượt từng lệnh một từ 1 cho đến N. Đấy, cho đến cuối cùng của lệnh. Được chưa? Cho nên khi chúng ta mà đưa vào đây, chúng ta dồn vào đây thì sẽ thấy là mỗi một cái nhóm này là nó rất rất giống, lại hoàn toàn giống với Python và C, không có gì là khác cả. Chỉ có khác là ở đây là cái lệnh này bắt buộc phải nằm trong cái khối lệnh này, cái khối lệnh mà có cái dấu này, có cái lá cờ này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, ở đây các bạn đợi tôi một chút. Alo, nhưng mình đang bận, có chuyện gì thế? Mình nhớ rồi. Được chưa? Như vậy là lập trình là như vậy. Và cái lập trình này là chúng ta sẽ phải lập trình để mà ta theo đúng kịch bản đã có sẵn. Được chưa?
Rồi bây giờ chúng ta làm thử một cái bài mới nhé. Bây giờ tôi làm để chúng ta cùng nhau làm một bài tập mẫu nhé. Bây giờ để mà làm bài tập mới tôi sẽ vào vào lệnh tiệp tiệp tin trong dùng lệnh mới hay là dùng lệnh new đây. Mới đây. Rồi. Bây giờ như này nhé, bây giờ tôi làm kịch bản như sau này. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm kịch bản nhé. Đây chúng ta làm ví dụ nhé. Ví dụ tiếp theo này. Ví dụ tiếp theo nhé. Tiếp theo nhé. Cái bản này sẽ em phát tạo hơn một chút nhé. Bước 1. Bìa mèo sẽ nói trước là chào các bạn. Chào các bạn. Tôi là mèo đây. Tôi là mèo đây. Và cái việc nói này sẽ nói trong 2 giây thôi. Nói trong 2 giây thì dừng lại. Nói trong 2 giây thì dừng lại nhé. Sau sang bước 2, sang cái bản số 2 là mèo sẽ mèo kêu meo 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 meo. Sau sang bước 3 là mèo sẽ đi về phía trước 100 bước. Xong bước thứ tư là mèo kêu meo meo một lần nữa, mèo kêu meo meo. Xong bước thứ năm là mèo nói là mệt quá về thôi. Và bước sáu là mèo đi lùi về vị trí cũ. Và sau cùng bước thứ bảy là mèo nói chào các bạn. Và sau 2 giây thì dừng lại. Khác nhau nhé, vì chúng ta cái này là sau 2 giây thì dừng. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bản nó khó một chút, cùng có 7 bước sau nhắc lại nhé. Bước 1 là mèo nói là chào các bạn, tôi là mèo đây, nó trong 2 giây. Nó có một lệnh riêng để mô tả cái lệnh này. Nhá, nó trong 2 giây. Sau đó chúng ta mèo kêu meo meo. Mèo tiến về phía trước là 100 bước. Dừng lại và kêu meo meo và nói tôi mệt quá, về thôi. À nó cái này trong 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 1 giây. Đấy này, trong 1 giây. Trong 1 giây nhá. Sau đó là mèo đi lùi về vị trí cũ và nói là chào các bạn, và sau 2 giây thì dừng lại thì không nói nữa. Đó, chúng ta làm để chúng ta làm theo cái bản này nhé. Như vậy khi chúng ta viết một chương trình, chúng ta phải có một kịch bản nó phải rất rõ ràng và chúng ta sẽ mô tả theo đúng kịch bản như vậy. Bây giờ các bạn nhớ như nào, các bạn như mình, các bạn nhớ lại nhé. Bây giờ tôi quay sang cái cửa sổ kia và chúng ta sẽ cùng nhau làm 1 2. Nhắc lại tôi nhớ là đầu tiên là mèo kêu chào các bạn, tôi là mèo đây này, trong 2 giây này. Sau kêu meo meo này, đi về phía trước 100 bước này, kêu meo meo này và nói là mệt quá về thôi trong 1 giây, và đi lùi về và nói là chào các bạn nha. Rồi thì bây giờ tôi làm nhé. Đây bạn này đứng ở đây nhá. Đây đầu tiên là khi bắt đầu một chương trình thông thường là 5/5 bộ á, chúng ta phải đưa vào trong sự kiện. Đây thông thường là cái lệnh đầu tiên của mọi con vật. Vì đối với chương trình của Scratch thì cái nút này là nút là chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ đưa vào. À, chúng ta sẽ để chạy bấm đây là bắt đầu chương trình. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là như sau, đầu tiên là mèo nói chào các bạn, tôi là mèo đây trong 2 giây. Đó thì dùng lệnh nào? Chúng ta sẽ vào chữ hiển thị này và không phải lệnh này đâu nhá. Lệnh này là nó rất lâu, bởi dù lệnh này đây nói và trong 2 giây đây. Đó, chúng ta bấm vào đây, chúng ta nói là xin chào các bạn. Tôi xem lại cái lệnh chữ hình của ta là gì nhé. Đây là chào các bạn, tôi là mèo đây nhá. Đấy. Bạn thấy tất cả đều phải theo đúng kịch bản nhé. Đây này, đây bấm tôi gõ này, chào các bạn, tôi là mèo đây, được chưa?
Đấy. Nó trong 2 giây nhé. Đây, chúng ta để đây. Đấy, đấy là lệnh đầu tiên nhé. Tiếp theo là mèo sẽ dừng cho 2 giây này, xong mèo kêu meo meo. Đấy, chúng ta rất đơn giản. Chúng ta vào chỗ là âm thanh mà chúng ta kéo lệnh ra đây. Phát âm thanh meo meo. Đấy. Mèo. Sau đó là mèo đi về phía trước là 100 bước, chúng ta dùng lệnh này vào chuyển động và chúng ta kéo lệnh này, di chuyển về phía trước là 100 bước, chúng ta dùng cái lệnh là gọi là 100 bước. Đấy. Sau đó như sau. Sau đó là mèo kêu meo meo lần nữa. Đây, mèo sẽ kêu vào chỗ âm thanh và kêu meo meo một lần nữa. Đấy. Sau đó là như sau, sau đó là mèo nó lại mệt quá về thôi trong 1 giây. Đây, chúng ta dùng lệnh này và dùng lệnh hiển thị này. Đây. Mèo sẽ nói như sau, mèo sẽ bấm đây ta xóa là mèo nó là mệt quá. Mệt quá, về thôi. Và cái này có 1 giây. Chúng ta phải xóa cái này đi là để khai mà để ra là 1 giây. Đây. Sau đó là mèo đi về, chúng ta vào chỗ chuyển động này mà chúng ta sẽ kéo lệnh xuống mà chúng ta không phải gọi đây là 100 bước đi đi về phía trước. Đây sẽ là trừ 100 bước đi lùi về. Ta gọi trừ 100 nhé, 100 và đi lùi về. Đấy, thấy không nào? Và cuối cùng là mèo nói cái gì? Cuối cùng là mèo nói là chào các bạn và xoay dây thì dừng lại. Đây, chúng ta vào cái lệnh hiển thị. À đây. Còn nói là chào các bạn sau 2 giây. Chào các bạn. Thấy không? Như vậy đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng theo kịch bản này. Kịch bản này. Rồi, thì bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Bây giờ chúng ta chạy thử ở đây này. Đấy, chào các bạn, tôi là mèo đúng không? Mệt về thôi. Đấy, chào các bạn. Thấy không nào? Đấy. Ta phóng to trở lại nhé, đây này. Ban đầu nó không có cái âm thanh này. À, ở đây vì nó sát nhau quá chúng ta không nhìn thấy đúng không? Thật là hai con âm thanh này chạy phía trước 100 bước này, âm thanh nữa này, hai cái này nó sát nhau quá. Nhưng mà là cái đi nó rất nhanh, chúng ta nghe cảm giác như có một thứ âm thanh. Mà đúng ra là có hai âm thanh đấy. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa một chút cho hay hơn nhé. Bây giờ mà để như này thì âm thanh này này, âm thanh lệnh thứ hai và lệnh thứ tư này nó rất là gần nhau với nó chạy. Cái di chuyển này chỉ trong cái di chuyển này còn của con mèo nó chỉ thực hiện ở trong thời gian chỉ là một phần nghìn của giây thôi, nó rất là nhanh. Bây giờ làm sao là tôi muốn là mèo nói là mèo cho các bạn tôi là mèo đây và kêu meo một cái mà đợi một lúc mình đi phía trước là như sau. Thì nó có một lệnh học luôn là trong nhóm điều khiển ấy nó có một lệnh là chờ đợi. Đấy. Này lệnh rất quan trọng, này lệnh cho phép chúng ta là cho dừng toàn bộ chương trình lại để ta quan sát được. Này rất hay sử dụng, chúng ta sẽ đưa cái này vào giữa cái này, nhân cho đều giữa được này. Đó, nó vào giữa như đấy, nó vào giữa đây. Đây là mèo là phát âm thanh này. Sau đó chờ 1 giây sẽ đi tiếp này. Cái chờ này tôi không có thích, vẫn để nguyên này cũng không sao cả. Kịch bản này là vẫn giữ nguyên nhé. Mình chạy thử nào. Bắt đầu lại. Như vậy giờ nghe rõ hai cái âm thanh chưa? Hai âm thanh rồi. Đây chính là bài số 2. Chúng ta ghi cái tên lại là ghi về máy thành bài số 2 nha, là bài 2. Bài 2 theo kịch bản 2. Kịch bản 2. Kịch bản 2. Kịch bản đơn giản thôi mà. Mình chúng ta học cái bài đầu tiên nhưng nó đơn giản nha. Đó. Như vậy là mỗi một chương trình là phải có một kịch bản. Đáng chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Và càng về sau cho học kịch bản cái nó càng phức tạp dần và cách dụng lệnh nó càng ngày nó càng phức tạp lên. Nhưng mà cái buổi đầu tiên này là cho học lên cái kịch bản là đơn giản nhất thôi. Nhưng thì sau đây thì tôi sẽ đưa một số bài tập về nhà cho các bạn làm là thật là đơn giản nhé. Đó. Thì như vậy là cái người mà cái người lập trình là phải có hai cách. Một, cái người tạo ra chương trình, anh ta tự tạo ra kịch bản, tự vẽ kịch bản, chúng ta viết theo chương trình
đạo diễn theo kịch bản đó. Hai là có người khác là kịch bản mà tôi chỉ việc làm theo người khác thôi, tập trung theo người khác thôi. Thì nên có hai cách chúng ta có thể sử dụng, có hai có thể cho thực hành ở trên trên thực tế nhé. Thì chúng ta làm là chúng ta hoàn toàn được quyền là sáng tạo ra kịch bản khác nhau. Thì cái phần mềm nó hay không hay là nằm ở chính cái kịch bản, nằm ở hai cái, một kịch bản phải hay, hai là lập trình là phải hay nữa, lập trình là phải chính xác nữa thì nó mới hay. Thì cái việc lập trình hay như vậy là một cái chương trình các thế nào là hay. Tôi xin nói thêm một vài ý nhé. Một cái chương trình Scratch là hay, là như nào là hay nhé. Thứ nhất là kịch bản hay, tất nhiên kịch bản phải hay hấp dẫn, kịch bản hay hấp dẫn nhé. Hai là đạo diễn hay là lập trình chính xác theo kịch bản. Hiển nhiên rồi, tất nhiên là người lập trình có thể cùng kịch bản, nhưng mà lập trình có thể modify, có thể sửa đi một chút chỗ này, sửa một chút kia cho nó hay hơn. Đấy, cái độ linh động là có nhé. Nhưng mà nói chung là phải bám sát kịch bản và phải mô tả theo đúng kịch bản. Hai cái này đã đủ chưa? Thật ra là chưa đủ. Ý thứ ba nữa rất quan trọng, thứ ba là chúng ta sẽ dần làm quen nhé. Tức là chúng ta ngoài cái việc kịch bản hay, lập trình chính xác rồi, thì chúng ta phải tạo ra cái nhân vật có hình ảnh hay, âm thanh là phải hay. Đó, như vậy là ở trong cái chương trình thì cái nhân vật này, rồi là nhân vật này, rồi hình ảnh của sân khấu này, rồi là cái lời thoại này, cái âm thanh ấy, là phải người ta gọi chung cái đó, nó gọi là tài nguyên của chương trình, người ta gọi chung là các tài nguyên. Tài nguyên là hình ảnh nhân vật nhé, hình ảnh nhân vật, âm thanh là phải hay, là phải đẹp và hay. Cùng kịch bản, hai bạn làm khác nhau, một bạn là vẽ một em bé rất là xấu xí, đúng không? Xấu xí không rõ ràng, một bạn vẽ em bé rất đẹp, thì cái người vẽ em bé đẹp là sẽ hay hơn những gì nữa. Cùng kịch bản là hát các bài hát, thì cái bạn A này bạn lồng âm thanh nó không hay, cái người bạn em bé này hát không hay, bạn B này lồng thanh rất là hay, em bé vẽ em bé hát chính xác, thì cái bài hát chính xác là sẽ hay hơn nhé. Như vậy là một chương trình rất hay là phải gì, là kịch bản là hay này, thứ hai là lập trình chính xác này, và ba là tài nguyên nhân vật là phải hay, là phải đẹp hấp dẫn. Cho nên là ngoài cái người là người lập trình, là chương trình Scratch ấy, ngoài cái việc lập trình anh giỏi, cái bản của anh là rõ ràng, anh phải có khả năng là gì, khả năng vẽ đấy, khả năng làm đồ họa hay nữa, đồ vẽ đồ họa được chính xác, cái này cũng rất quan trọng, đóng góp cho cái chuyện là chúng ta tạo ra cái phần mềm hay nữa. Rất nhiều bạn lập trình rất là hay nhưng mà chúng ta không biết vẽ, và chúng ta tạo ra cái hình ảnh rất là xấu xí thì rất là khó. Chuyện cái Scratch rất là hay, nó làm cái bài học tổng hợp luôn, vừa nghệ thuật này, vừa đồ họa này, rồi là kịch bản hay hấp dẫn này, rồi làm chương trình nó rất là hấp dẫn nữa, thì nó làm một cái tổng hợp rất là nhiều yếu tố, nó tạo ra một chương trình rất là hay. Đấy, nhưng hôm nay buổi đầu tiên tôi chỉ nói như vậy thôi, còn tương lai chúng ta sẽ còn làm thêm rất nhiều nữa nhé. Thì tất cả cái này là ngay ở trong chương trình tiểu học là các em đã phải học rồi, là chúng ta phải học sinh là phải đã biết rồi, và là ngay từ đầu chúng ta thấy như vậy là cái việc lập trình Scratch là nó khác với lập trình Python hay là lập trình C, nó không phải chỉ là giải toán. Tuy nhiên là giải toán thì nó thêm cái ý là phải có thuật toán mình mới giải đúng được, còn cái kịch bản này có thể nó không cần nhiều đến toán học, tuy nhiên nó có những cái đặc biệt khác. Như vậy là một cái chương trình, nôm na là một cái chương trình chương trình Scratch ấy. Thì cái việc giải toán là một phần thôi, thì cái việc mà chúng ta giải toán ấy, tôi có gọi là dùng giải toán đấy nhé, thì cái nó đòi hỏi cái tư duy, nó gọi là tư duy thuật toán. Còn chúng ta làm chương trình ấy,
chúng ta làm chương trình. Thì ở đây nó cần cái tư duy khác, nó cần cái tư duy nó gọi là tư duy máy tính. Tư duy máy tính. Và nó cần thêm cả cái tư duy gọi là cái tư duy STEM nữa. Đây này. Tư duy STEM. Đây này. Ngoài ra nó còn yêu cầu thêm là nó còn được thêm là cái tính nghệ thuật nữa. Tính nghệ thuật. Bác ơi. Tính nghệ thuật của cái việc hiển thị chương trình nữa, nó rất nhiều thứ nữa, rất là hay, rất là hấp dẫn, chứ không phải chỉ là thuật toán. Cái thuật toán này này thì theo tôi thì đối với học sinh tiểu học chúng ta không cần biết nhiều lắm. Tiểu học hoàn toàn không cần. Ngay cả cho cơ sở cũng không cần mình biết bên thuật toán. Thuật toán chỉ nên biết từ cấp 3 trở lên thôi thì là hợp lý. Cấp 1, cấp 2 là không cần quá nhiều thuật toán. Hiện nay là chúng ta hiện nay là trong Việt Nam có một cái design là cái thuật toán hóa mọi thứ. Học sinh tiểu học cho cơ sở bắt giải toán quá nhiều một thuật toán, như vậy là không nên. Cấp 3 mới cần học đến thuật toán. Thế nên chương trình tin học thông mới chúng ta đang làm như vậy rồi, là học sinh là cấp 1, cấp 2 là hoàn toàn không học thuật toán nữa, ít lắm, và chỉ làm chương trình trên Scratch thôi, là giải toán một chút thôi. Còn chúng ta học cái gì? Học một tư duy máy tính, học tư duy STEM, học cái tính nghệ thuật, học rất nhiều cái khác nữa chúng ta làm ra cái chương trình. Đấy, thì đó là cái điều rất là mới đối với chúng ta nhé. Hôm nay là buổi đầu tiên, nhưng mà tôi dừng lại ở đây nhé. Cái buổi đầu tiên chỉ là cái buổi nhập môn như vậy, và hôm nay là đúng là làm xong toàn bộ ý định của bài 1 rồi. Thì chúng ta dừng lại đây, thì buổi sau tôi bắt đầu đi vào sâu vào những cái phần đặc thù hơn của lập trình Scratch. Chúng ta học phần cái bài sau là bài dài hơn rất nhiều lần nhé. Hôm nay là cái bài đầu tiên là chúng ta làm quen với nhân vật và sân khấu. Các bạn cần chú ý một vài ý mà tôi nói với mọi người thôi, còn không có gì là đặc biệt cả. Như vậy lập trình, chúng ta hiểu lập trình Scratch là cái gì nhé. Và cái lập trình thuật toán chỉ là một phần của chương trình Scratch thôi nhé. À, như vậy lập trình Scratch là cái mà không chỉ dành cho tiểu học, mà dành cho cả học sinh cấp 2 và cấp 3 nữa. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thì chúng ta sẽ học lại trong cái hôm nay là học sớm, nghỉ sớm 2 phút. Buổi sau là thứ năm tuần sau nhé. Qua hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Thôi chào các bạn. Em cảm ơn các bạn nhé. Cô ơi. Chào thầy.